Cô Nhi, cô sao vậy? Cô Nhi, cô ngồi xuống đi. Cô thuốc. Cô sao vậy? Thuốc, thuốc cô để đâu? Trong túi hả? Phải cái này không cô? Cô cầm nước trước đi. Nè cô, uống từ từ thôi. Cô thấy sao rồi cô? Đỡ hơn chưa cô? Cô Nhi, cô đừng có ở đây nữa. Ở đây không an toàn mà hại sức khỏe của cô nữa. Bên chỗ nhà trọ của con á, vẫn còn một phòng trống người ta chưa có cho thuê. Chỗ đó, phòng đó ở một người cũng thoải mái lắm. Con thuê cho cô ở nha. Không, thôi khỏi. Cô sống ở đây cũng quen rồi. Cô ổn mà. Ổn sao được mà ổn cô. Ủa, sao con biết cô ở đây vậy? Dạ, Mai Anh nói cho con biết. Nhưng mà bệnh tim của cô không có coi thường được đâu. Cô Nhi à, nghe lời của con, để con thuê nhà trọ cho cô ở. Có chỗ che mưa che nắng mới tốt sức khỏe cô được. Không sao đâu con. Được mà. Quân à, từ bây giờ cô sẽ không quan tâm con thường xuyên. Có mẹ của cô cũng đỡ lo rồi. Con xin lỗi cô vì mẹ con đã có những lời nói nặng lời với cô. Để con cố gắng giải thích với mẹ cho mẹ con hiểu nha cô. Mẹ con làm như vậy chẳng qua là lo cho con thôi. Cô hiểu mà. À, mẹ. Con về rồi đó hả? Con có mệt lắm không? À, không ấy, con vô tắm, rửa tay, rồi ra ăn cơm nè. Mẹ nấu nhiều món ngon, con thích lắm á. Hèn chi, con nghe mùi cá chiên, thơm quá. Toàn những món con thích thôi. Nè, canh chua rau muống, cá lóc chiên, thêm một chén nước mắm nhiều ớt, hết sảy luôn. Trời, mẹ vô, mẹ dặn. Mẹ, mẹ ngồi đây nói chuyện với con chút được không? Có chuyện gì vậy con? Thôi để chút mà mình ăn cơm xong rồi nói nha. Từ hôm mẹ đuổi cô Nhi đi, con cứ nghẹn ở trong lòng. Tới bây giờ vẫn còn cảm giác khó chịu. Bởi vì lúc nhỏ mẹ luôn dạy con sống phải biết đối xử tử tế với những người có hoàn cảnh khó khăn. Nhưng con tin mẹ làm gì cũng có lý do hết. Có phải mẹ biết điều gì của cô Nhi mà con chưa biết không? Mẹ nói cho con biết đi. À, không có đâu. À, mẹ cũng chỉ mới gặp cô Nhi thôi mà. Chẳng qua là cảm giác của mẹ, cô ta không phải là người tốt. Từ xưa giờ á, mẹ nhìn người không bao giờ sai đâu con. Quân à, từ nay về sau con đừng qua lại với cô Nhi nữa nha. Quân, con hứa với mẹ đi, từ nay về sau đừng gặp mặt cô Nhi nữa. Nghe lời mẹ đi con.
mẹ hậu đậu á, nấu canh chua mà lại không đi mua me. Thôi để mẹ chạy ra đây mẹ mua me nha. Ủa, cô Nhi? Sao cô lại ở đây vậy? Cô có làm hủ dưa muối nên đem qua đây cho con nè. Cái này á, con để từ từ cho nó chua, ăn ngon lắm. Cô làm vệ sinh sạch sẽ lắm, con yên tâm nha. Cô ngồi xuống trước đã. Cô không được khỏe mà làm chi cho nó cực vậy? Trời ơi, dưa muối này á làm đơn giản lắm, đâu có cần bếp núc gì đâu con. Cô xin lỗi nha, tại vì điều kiện của cô chỉ làm được những cái món đơn giản này thôi à. Cô đừng có nói vậy, cô làm cái gì con cũng thích hết. Con cảm ơn cô, con thích ăn dưa muối lắm á. Nhìn ngon quá cô ơi. Vậy là tốt rồi. Nói thiệt nha, cô nghĩ hoài mới nghĩ ra được cái món mà để cho con để dành ăn lâu lâu được. Sao cô nói chuyện con nghe giống như là cô chuẩn bị đi đâu xa hả? Cô có người bạn dưới quê á, thì cô định là ít bữa nữa thì cô về dưới cô thăm. Thì cô nghĩ chắc là bạn bè lâu ngày gặp lại nên giữ cô ở lại chắc cũng lâu lắm. Ở Tuốt ở dưới Cà Mau á. Nếu vậy khi nào cô đi cô nói với con đưa cô ra Bến Tre nha. Thôi, cô đi một mình được mà, con cứ làm việc của con đi. Thôi giờ cô về xếp đồ nha. Cô ngồi đợi con. Con vô con cất hũ dưa muối cái con đưa cô đi về. Trời ơi thôi, để cô đi được mà. Cô không có được khỏe để con chở cô về. Nhanh lắm, cô đợi con chút xíu nha. Đến đây để tạm biệt nó rồi tôi đi à. Nếu cô là con người có lòng tự trọng thì cô đừng có đến đây. Nếu cô biết thân phận của mình đừng làm ảnh hưởng tương lai của nó. Tôi sắp đi rồi, tôi xin bà. Không có xin xỏ năn nỉ gì đây hết á. Cô lồm ẩn đi cho khuất mắt tôi. Đừng bao giờ để tôi thấy mặt cô. Đi ngay liền cho tôi. Mẹ, mẹ nói gì vậy? Không có gì đâu con. Thôi cô về nha. Tôi về nha. Sao mẹ nặng lời với cô Nhi nữa rồi? Mẹ đã dặn con không được tiếp xúc với người này, sao con không nghe lời mẹ vậy? Cô Nhi chỉ tới chào tạm biệt con. Mẹ đừng có nói là mẹ đuổi cô Nhi về quê nha. Chuyện cô ta đi hay ở không liên quan gì tới mẹ.
cũng không liên quan gì tới con hết á. Từ nay thì sao con đừng dây dưa với cổ nữa. Sao mẹ không nói lý do mà cứ nặng lời với người ta vậy? Mẹ làm cái gì cũng khó xử lắm. Con không thể nào vì ác cảm của mẹ mà đối xử tệ với người khác được. Quân, sao con không nghe lời mẹ vậy Quân? Mẹ nói sao á thì con nghe vậy đi. Mà tại sao mấy hôm nay con không về nhà? Con muốn trách mặt mẹ hả? Sưởng mai còn nhiều đơn hàng phải làm, con phải làm giúp bác Bảy. Thôi được rồi, làm xong việc á nhớ về nhà. Con đừng để mẹ gọi điện hỏi bác Bảy con có tăng ca hay không nha. Mẹ. Buồn quá à. Mình có lòng tốt nhưng mà lại bị đặt sai chỗ. Mày lừa ba tao, giờ lừa tới em tao. Mời khán giả đón xem Dưới Bóng Bình Yên lúc 19:30 trên kênh HTV7.